Xin chào các anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ một cách bảo quản thịt heo trong tủ lạnh luôn tươi ngon, sử dụng trong thời gian lâu dài, không gây mùi cho tủ. Kèm theo đó là cách rã đông đúng cách để giữ nguyên được hương vị cũng như chất dinh dưỡng của thịt, để gia đình luôn có những món ăn ngon, đặc biệt là trong mùa dịch. Đây là một cách rất hữu ích và tiện lợi. Và bây giờ thì mình xin mời các anh chị và các bạn cùng tham khảo cách làm trong video sau đây nhé. Đầu tiên, để bảo quản thịt thì các bạn sẽ lựa chọn thịt mới, tươi ngon. Tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình thì các bạn sẽ chuẩn bị làm sao cho phù hợp với thời gian sử dụng từ 1 tới 6 tháng hoặc là 1 năm. Để làm sạch và khử mùi giúp thịt được thơm hơn thì các bạn sẽ chuẩn bị đó là rượu trắng, muối hoặc là giấm ăn, hoa hồi, quế khô đều được. Để có những món ăn thơm ngon, trước tiên đối với thịt sau khi mua về thì các bạn sẽ dùng dao cạo, lưỡi lam để cạo và làm sạch phần lông còn sót lại trên da. Với cách thực hiện này sẽ giúp thịt không bị hôi khi bảo quản và tốt cho sức khỏe. Khi đã làm sạch xong phần da, các bạn sẽ rửa lại từ 2 tới 3 lần nước cho sạch. Đối với thịt có xương thì các bạn sẽ nên lọc và tách riêng. Và chia thịt thành nhiều khẩu phần ăn để tiện khi rã đông, tiết kiệm thời gian và giữ nguyên được độ tươi ngon của phần thịt chưa dùng tới. Bước tiếp theo, sau khi đã phân loại và chia khẩu phần ăn thì sẽ rửa thịt lại với muối trắng. Bước thực hiện này giúp khử khuẩn, thịt sẽ không bị nhớt, thơm ngon và đặc biệt là giữ nguyên hương vị trong thời gian bảo quản. Các bạn sẽ dùng muối chà kỹ vào những thớ thịt. Khi đã chà xong với muối, các bạn sẽ rửa lại từ 2 tới 3 lần nước cho sạch. Thịt đã được làm sạch cơ bản, bước tiếp theo thì mình sẽ cho một lượng nước vào chậu phù hợp với phần thịt. Sẽ cho vào là một chút rượu trắng hoặc là giấm ăn. Bước thực hiện này giúp thịt sạch được máu dư còn lại và thịt sẽ được thơm hơn trong thời gian bảo quản. Nếu gia đình các anh chị và các bạn có hoa hồi và quế khô, sẽ dùng một lượng nhỏ nấu với nước sôi từ 5 tới 7 phút và lấy lượng nước này để ngâm thịt, giúp khử mùi tanh tuyệt đối, giúp thịt sẽ luôn thơm, tủ lạnh sẽ không có mùi. Tùy theo sở thích hương thơm thì các bạn sẽ làm hoặc là bỏ qua bước này nhé.
và sẽ ngâm thịt trong thời gian từ 7 tới 10 phút. Sau 10 phút sẽ lấy thịt ra và để vào rổ cho ráo nước. Để gói và đựng bảo quản thịt thì các bạn sẽ dùng màng thực phẩm, túi thực phẩm hoặc là hộp nhựa thủy tinh có sẵn trong gia đình. Sau khi thịt đã được rửa xong, để nhanh hơn thì các bạn sẽ dùng khăn hoặc là giấy thấm cho nhanh khô, giúp thịt khi bảo quản không bị kết tinh đá nhiều và giữ nguyên chất dinh dưỡng. Rồi sau đó dùng màng thực phẩm quấn thật kín lại. Nếu bảo quản trên ngăn đá thì các bạn sẽ bọc từ 2 tới 3 lớp, giúp thịt giữ được màu sắc cũng như hương vị tươi ngon, chống vi khuẩn xâm nhập. Nếu sử dụng bằng túi thực phẩm thì sẽ cho thịt vào. Sẽ bóp và dán miệng túi thật kỹ lại. Trong trường hợp các bạn bảo quản số lượng thịt nhiều thì sẽ nên ghi tên từng thành phần thịt để tiện hơn khi lấy ra và phù hợp với các món ăn. Mình sẽ tận dụng vỏ quế hoa hồi này để giúp khử mùi trong thời gian bảo quản thịt được thơm hơn. Sau khi đã bọc xong các phần thịt thì mình sẽ bỏ vào hộp để bảo quản. Khi sử dụng hộp lớn để bảo quản và bảo quản trên ngăn đông tủ lạnh để lấy thịt ra được dễ dàng hơn thì các bạn sẽ dùng một số vận dụng để tạo khoảng cách ở giữa các lớp để lấy thịt ra được dễ hơn, không bị dính lại với nhau. Và cuối cùng sẽ đậy kín lại và bỏ vào tủ để bảo quản. Từ cách làm như thế này, nếu các bạn bảo quản dưới ngăn mát tủ lạnh thì các bạn nên sử dụng từ 2 tới 3 ngày. Trên ngăn đông thì từ 1 tới 6 tháng hoặc là 1 năm. Tùy vào nhu cầu sử dụng thì các bạn nên lựa chọn thời gian bảo quản cho phù hợp để luôn có những món ăn ngon từ thịt cho gia đình. Và đây là phần thịt sau khi mà mình đã bảo quản trên ngăn đông tủ lạnh đã được 5 ngày. Thịt lấy ra rất dễ dàng, không bị dính lại với nhau. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra một phần để rã đông và sử dụng. Để rã đông được nhanh, giữ được độ tươi ngon cũng như chất dinh dưỡng của thịt thì các bạn sẽ dùng một chút nước ấm có độ nóng từ 30 tới 40 độ, đủ ngâm ngập thịt. Sau đó thì sẽ cho vào là một thìa canh muối, một thìa canh giấm ăn hoặc là chanh. Sẽ hòa tan. Sẽ gỡ bỏ lớp bao thực phẩm mọc bên ngoài. Rồi sẽ cho thịt vào ngâm trong thời gian từ 15 tới 20 phút. Với cách thực hiện này thì thịt sẽ rã đông nhanh chóng, giữ nguyên được chất dinh dưỡng. Vậy là mình đã vừa thực hiện và chia sẻ xong cách làm sạch, bảo quản và rã đông thịt trong tủ lạnh để sử dụng trong thời gian lâu dài vẫn tươi ngon, không gây mùi. Từ cách làm này rất mong sẽ giúp ích được các anh chị và các bạn sẽ có thêm cách để bảo quản các loại thịt khi ăn không hết hoặc là sử dụng trong thời gian lâu dài để gia đình sẽ có những món ăn ngon tốt cho sức khỏe. Và bây giờ video thực hiện của mình hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của mình nha.